ngày 25 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xác nhận với Tuổi Trẻ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lệnh khởi tố, bắt tạm giam đã được tống đạt cho bị can. Đồng thời, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Thanh Bình cũng đã được thực hiện chiều ngày 25 tháng 12. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch tỉnh An Giang để điều tra về sai phạm liên quan đường dây khai thác cát lậu lớn nhất địa phương này. Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố trong quá trình C03 điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu Tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay bị công an điều tra. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng trên, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch tỉnh An Giang. Khoảng 14 giờ 30 phút, một chiếc xe biển số xanh đã chạy vào trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tại đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên để khám xét nơi làm việc ở tầng 2 của trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan vụ án này, trước đó ngày 25 tháng 8, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, phó chủ tịch tỉnh An Giang bị C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh nhận hối lộ, ông Nguyễn Việt Chí, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8. Kết quả điều tra xác định ông Trần Anh Thư với cương vị là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Chí hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Công ty Trung hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác cát. Ông Thư cũng chỉ đạo cấp dưới bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân của công ty. Cơ quan điều tra xác định, sau những chỉ đạo trái pháp luật trên, Phó Chủ tịch An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trung hậu Tổng 68. Tổng số tiền Phó Chủ tịch tỉnh An Giang đã nhận là 1,2 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty Trung hậu 68 đã khai thác hơn 4,7 triệu mét khối cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu mét khối, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỷ đồng. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn khống để hợp thức nguồn gốc cát lậu. Đáng chú ý, theo cơ quan điều tra, Lê Quang Bình và một số thuộc cấp dùng số tiền thu được từ hoạt động khai thác cát trái phép để chi lót tay cho một số cán bộ cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh An Giang.